Kính thưa chư quý vị, liên tục chương trình, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu bài Tự Tháng. Bài này được Đức Thầy sáng tác tại nhà thương Chợ Quán, tháng Chạp, năm Canh Thìn. Nam mô A Di Đà Phật. Vì đâu bốc ngọn lửa tầng mà lòng tăng sĩ như dần nát tan? Nghĩ mình chọn kiếp con quan quê hương rải đá dẫm tràn sơn xuyên, tổ đường còn một cánh quyên, từ đường hôm sớm lúng phiền chờ trông. Hai em ơi thiểu trí thơ đồng, chỉ đã ăn phận theo chồng đàn xa. Tự mang một tấm áo già, mùi thiền đã thấm ơn nhà lật tư phai. Sông xanh ra phần râu mày, một đời một đạo đến ngày chung thân. Tuy là xa cách cố nhân, nơi đồi triệu mến sớm gần cửa không. Từ bi buộc chặt cõi lòng, còn ơn cúc dục để hồng mai sao. Bể trần sống cuồng lao sao, sông thuyền bát nhã lướt vào một phen. Quán chi lực kém tại hèn, dù đời bác đãi ngọn đèn cứ nêu. Xoay từ đại các sáng liều, cho người truy lạc biết điều nghĩa nhân. Tài tài hai chữ cân phân, trời ban quả phước một lần cho ta. Mắt đen thấy mắt trắng loà, Phật ma ma Phật mới ra vợ tuồng. Trời già tai khéo khéo luôn, sắp chỉ chua ngọt pha buồn lần vui. Năm canh luôn nghe những nghi sụt sùi, cảm trong nhân chúng lắm người dở dang. Sầu chúng ta cất tiếng than, phụ sinh kiếp có nghi đoạn tràng thì thôi. Bon bon chuông dục mấy
hồi rầm rầm súng nổ trên đồi xa xa. Đồ canh tiếng đồng bên nhà chờ ba canh một thì gà gái tan. Ngày xuân cách còi xa làng người quê quán chợ như thoảng linh đinh. Vừa cơn sóng gió bất bình số trời đã định phận mình biết kỳ sao. Ngày xưa mấy bực yên hào vào sanh ra từ gia nào trách than thân này đã ngắm trầm nhan vui cầu bạc ai bền gan nghĩ đời chờ. Đêm khuya vắng lặng như tờ dài hàng nhố hết chớ ngơ ngần lòng gắn tình đừng lắm ngóng trông hung tinh sao ấy trời đông lờ mờ. Hèm về mắt lá thiên thơ đôi điều ghi chép cõi bờ chưa xong. Thôi thì lòng vẫn lấy lòng gầm đây đến cuộc mây rồng chẳng xa. Đêm khuya lắc đác sương xa phòng khuya lạnh lẽo có ta với phòng gật gù suy cuộc hưng vong quyết xoay mái tạo gánh gồng chưa yên. Trí thần nhớ đến tiếng khuyên gọi hồn cô quất sầu riêng một mình trầm ngâm vẻ mặt làm thinh tựa mình bên gối giấc quỳnh đã sai. Mơ tiên hồn muốn dục mà bay Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Gươm trí huệ từ bi chớp nhoáng bóng quan âm ngày tháng dập dồn ta thừa dưng sắc linh thế tôn khắp hạ giới truyền khai đạo pháp tùy phong hoa dân sanh phù hợp chấp bút thần tả ít tí bổn kinh bởi luật trời mở rộng thinh thinh tri phong dọa bất kỳ chuyện kiếp giống hồng
lạc kim chi ngọc diệp nay đổi dời nhiều sự thấp hèn. Từ ngàn xưa Phật pháp gài then nên ít kẻ tu hành đắc đạo. Ta cũng tỏ đôi lời khờ khảo ngắm cầm đời tâm nào bất cuồng. Hiểu điên khùng ban rải dư muôn khùng đạo đức khùng câu tuyệt diệu. Khùng toán biết âm dương kết liễu khùng quyền cơ khùng đạo Thích Ca. Quơi bút thần dẹp lộ cao xa loài độc địa toán trừ dứt nọc. Nói tục kỳ cổ sát khùng đẩy tóc phải đua chen tập tánh ông cha. Mong dương trần tình giấc nam kha trừ giấc dục trì chân bất hoài. Cặp mắt thanh dòm xem tứ hải thương hồng trần mượn xác tay xăm. Bởi vì đời dân vật cạnh tranh nên câu xé cùng nhau thảm nào. Xa chi kẻ ngu si khinh ngạo vì trên đời nhiều hạng khác nhau. Đứng trung thần và ngọc ước ao người bội phản ghét dơ đạo ly. Không cảm mến truyền câu hồi về thà làm hiền mà biết non sông. Điện như ta điện giống tiên rồng điên gỡ ách xích xiềng thấy tục. Chuông linh khứu ba hồi dục thúc đờn lôi âm khởi điều êm tai. Con lành duyên kha trở gót hài điên quyết chí dắt người lánh tục. Đạo mở cửa bài câu minh một nước ma tươi tắt lòng phàm. Cõi trung ương luân chuyển phương nam mở hội thánh chọn người trung hiếu. Tớ vì nước còn ghi linh miếu thác vì đời thanh sự danh biên. Mũ cánh chuồng đai giáp mang hia tuy thô kịch mà tâm chánh trực. Nước văn minh chế đồ ấy nực mạng trao tria xác thịt thanh bay. Cảnh dương trần
kho sanh bồng lai, về tiếng cảnh say mùi rượu thanh. Chén quỳnh tương gác điều gái ngành, dối tinh thần bài biên cuộc cờ. Khi thừa nhàn trôi dòng ngâm thơ, bài thi phú thăng qua thời thế. Xuân dương gian thân điên nào nể, chúng hồng trần đúc quệ liền khai. Cho nam nhi sửa mặt râu mày, hàng phụ nữ dồi câu trinh liệt. Ráng bắt chước những trang tuấn kiệt, gái anh hùng xưa có trưng vương. Đuổi quân Tàu cứu vớt quê hương, rửa sông hận thù chồng dốc tràn. Xưa cho sáng Thanh Long phải tớ, ngăn sư đồ đặng cứu ngộ viên. Nói cho đời rõ biết khùng điên, điên dần bị điên câu ai quốc. Giết một ngọn lưỡi này một tấc, đem đạo lành ban rải nơi nơi. Mãn chờ trong ba tánh thành thơi, khắp bốn biển liên dây hòa hào. Rừng bác ai điên đời biến ảo, điên như ta vì đạo vì dân. Điên tu cầu quân thánh rải ân, cho bốn biển dân lành được hưởng. Điên dẹp gác âm thanh sắc tướng, tầm vô vị kim cầm niết bàn. Thiện từ bi thẳng canh lướt sang, qua đông độ giấc người hữu đức. Bệ ái hà gươm linh sớm dứt, lòng bồ đề sắc đa giám kình. Cả tiếng kêu lớn nhỏ đệ huynh, nơi chi ấy sửa sang thời thế. Trời qua buổi chinh chinh vừa xế, chờ ít lâu cũng lặng về tây. Lúc quỳnh hôn đèn trí soi đầy, tìm nẻo thẳng đi về cực lạc. Điên đàm luận ít câu dốt nát, mong chỉ anh bàn bạc thể nào. Lời văn thổ ý kiến chẳng cao, nội quan cảnh tâm vô kỳ vật. Đường đạo đức bước đi từ nước ngoài quan hình, bất chấp kỳ hình.
phải bền lòng chặt nẻo y sắc đinh rang kim chữ bất sanh bất diệt. Chúng sanh mê nên đem pháp thuyết giải thoát rồi pháp bất khả dùng. Nương gia đình kính trọng cõi thung lo nâng đỡ trong ngày tuổi hạt. Thân điên khùng thế gian tạm xác, chém rượu nồng chẳng nếm mà sai. Sai lê mê lớt mớt tối ngày, sai đạo pháp sai mùi hương khói. Biết chừng nào chúng sanh vượt khỏi bể ấy hà, sức bỏ vẹn lao. Sai như xưa nhầm lúc huynh bào, trần di ngộ sai câu thành tựu. Quyết đưa chúng về nơi non thương, tàu lữ bồng ngõ hội quần tiên. Khương tử nha sông gì còn phiền, câu không ngạnh chờ non phùng gai. Thuyền bát nhã ta cầm tay lái, quyết đưa người khỏi bến sông mê. Nên phải đành mang lúc làm hề, mặc ba tánh khen chê cũng phải. Chỉ quân tử lòng nhân dạng đại, dốc làm sao rõ mặt tan bồng. Nghiêng hai vai gánh nặng non sông, vượt trăm họ lầm than bể khổ. Dĩ như loài sanh cầm hồ thố, còn thương nhau lại hung chi người. Đưa hai lòng sao chẳng hổ ngươi, đáng thùa thẹn với cây cùng con. Dấu bút tích tuôn bay theo gió, học sách chi phỉ bắn ông cha. Thấy dân tình xem vàng ngâm nga, lão xót già đôi lời trần tố. Đức không thanh người sanh, nước lỗ ngài còn xứng cùng quyến giả hồ. Xa chi lời đạo chích tục thô, kẻ ngu xuẩn khi người nhân đức. Danh hiền sĩ non sông nấu nước, giả như hồi chiến quốc xuân thu. Thầy mạnh ra dùng đạo châu du, lúc thập bát chư hầu sối loạn. Bậc thanh nhân công lao
chẳng chán huống chi ta nào dám than gian. Thấy đời mê chưa rõ Phật đàn, nên tỏa y khắp nơi đặng biết. Coi ai có chưa bầu nhiệt quyết, dùng đạo màu cứu vớt sanh linh. Nếu để chờ sấm nổ gian thinh, e ba tánh ăn năn đã buồn. Giang giới kể ra đà bốn cuốn, ít có người khám rõ cơ quyền. Ta dừng tay chờ đợi linh thiên Đức Ngọc để sự phân cho chúng. Đêm dài vẫn cạn dầu tim lùng, chẳng thấy ai tìm kiếm bóng trăng. Để làm cho mít bụng chị Hằng, nơi cung nguyệt chờ trong mòn vàng. Thiếu chi kẻ đặng chim bẻ na, hiếm mi bao người đặng ca quên nôn. Ưa đồ ngon đúc nhét đầy mồm, chẳng thèm kể cha hiền trong đời. Trương ban xương đành quên nhân, ngợi nở phụ phàng vua tông khâm tôn. Xem chuyện xưa mà bắt hết hồn, gom cho kẻ thay lòng đổi già. Gã tần coi ít ai còn lạ, dùng mưu thần diệt kỳ thác nhạc phi. Thương trung thần ghét nịnh mặt lì, giam thiết kế hại tôi lương đông. Thọ hiền để có nhà họ đồng, cùng chuyên quyền muốn tím gian sang. Nhà tư đồ thiết lập liên hoàn, nghiệp nhà hơn mới an một lúc. Cảnh gian nan như lưu hoàng thúc, qua ở nhờ diễn thiệu dung thân. Quan công hầu dình chắc nghĩa ân, dược năm ải về thăm quân trường. Kẻ nghĩa khí thiên kim vạn lượng, lỗ ninh thần sách sử nào khen. Xem tích xưa thèn với bóng đèn, đời lắm kẻ đầu trâu mặt ngựa. Coi sự sống như tiên nữa
mùi thơm như cá lục châu. Sao chẳng lo thức tình quay đầu cho khỏi thẹn với người thiên cổ. Cấp cô độc là nhà bá hộ, còn đành lòng bổ thấy xả thân. Chữ vinh hoa phú quý chẳng cần, miễn hiểu đạo hơn là châu bao. Chẳng sớm lo chần cha sợ lão e sau này tâm nào đoán trường. Lũ giang hùng mang lấy quà ương, trời đất xử những người bội phàn. Phải trỗi dậy nương dây hùng tráng, chứ đại hùng đại lực từ bi. Vậy mới trang quân tử nam nhi, thân dốc vẹn hai câu ngai thào. Đời cũng lắm bao người giá áo nương bá vinh, nhiều hàng túi cơm thay dân ngu trong già sẵn hòm. Quyết kim thấy đặng toan lừa dối. Ngọn bút sách chỉ đường người tôi, gầy kim can đưa chúng lên đàn. Kiếp nương theo trực chỉ Tây Phan, đến cực lạc tìm nơi an dường. Dẹp cày cao dùng cây thiền trưởng, lánh ta bà cõi thế đua chen. Được vinh hoa khinh bê kẻ hèn, bạn phản bạn như ngươi bồi kim. Trên mặt đất hạng người ấy hiếm thấy, tiền mồ xô xuống giữa dòng. Nhìn trên hâm lào bắt mũi lòng, than cặng kẻ kêu dân sớm tình. Viết ít câu cho đời ngắm vịnh, phần tài sơ xin hãy thứ tha. Yêu nhân sanh trỗi giọng hùng ca, tạm nghiêng bút vẽ tranh thấy tàu. Trong ba tánh nhìn xem châu đáo, chớ vội vàng chế lão ngu si. Rập lang tâm những đứa vô nghi, nhắc sơ tích người xưa trong sự. Khuyên ba tấm vạn dân gìn giữ, lão chúc cầu thiên hạ thái bình.
đừng trùng càng hành thiền tri kinh, mong trên dưới cùng nhau thảo thuần. Đã thấy lộ cơ trời báo ứng, diệt loài gian tầm kim con tiên. Nở hồng trần tục mi trái tiền khiên, ta quyết dẹp cứu nàng dương thế. Nói chỉ đức hoàng thang luật chế, đời không hay những việc xa vời. Gặp cơn mưa ta hãy cho tới, lúc hạn nắng từ bi giúp non. Cảnh thế tạo càng ngày thoáng mòn, giống vi trùng thường đục phổi tim. Đến cơn đau phương thuốc khi phải tìm, gặp biến thức qua đà lai thế. Kim giới cổ nhìn xem thấy hay, sợ có ngày quạch tội ư thiên. Nẻo đục trong càng tỏ cơ quyền, mực đã càng lòng yêu chẳng màng. Ai coi qua xin đừng bỏ làng, gắn công trình dạch lá tìm sâu. Nay dương trần gặp buổi mưa ngâu, phải sớm hứng giọt sương đông hàn. Điên nhân nghĩa điên vì đạo cả, thôi chào đời khép cửa buồn duyên. Có thiền căn sớm lại cửa thiền, câu niệm Phật chờ ngày chung cuộc. Nam mô Định Tâm Vương Bồ Tát Ma Ha Tát, Nam mô A Di Đà Phật. Liên tục chương trình đến bài 29 tháng Chạp. Bài này Đức Thầy sáng tác tại Hòa Hảo ngày 29 tháng Chạp năm Kỷ Mão. Nam mô A Di Đà Phật. Bước tới hùng ca, bước tới hoài đạo đời quỷ ban, mặc tình ai cô chỉ nhiệm màu, truyền diệu pháp mê. Bởi vì cốt nhục cũng hoài thai, diệu dời xa xăm nỗi khổ hoài. Cuộc đời lao khổ thay chiều mai, chợt ngó xuân sang, xuân biết khóc nghe.
đến thời thiên đình lôi bi ai dục thúc nhân sanh kiếm đạo màu sao còn hoài tương truyền đâu đâu sự sống người đời ôi thấy khổ miệt mài đạo đức vẻ quyền sâu hùng ca chuyện pháp kiếm tội hiền thiên địa tuần quần chẳng gì riêng giang ninh phàn thần ôi nhớ nhuốc dình lòng trung hiếu sắp ghi biên những kẻ quá lương hiền một mực trung thành với Phật ngã tiên cố tưởng ước mơ về tiên cảnh hiếu hạnh dịnh lòng chi ư thiên ư thiên trời Phật chẳng dũng tiền tìm kiếm con lành giải nghiệp mà duyên mê mùi ác khung về địa ngục ngã hiện lành nhắm mắt thấy non tim non tim ra sức thảo dây xiên dân chúng an nhàn và mới yên cám cảnh thương đời ôi mê mùi mong ước ngày kia giải mộng phiền mộng phiền muốn khỏi phải làm sao hung dữ ác nhân chớ bước vào dình tâm nhu nhược chờ dẫn đến vậy mới rời xa cảnh mau đào mau đào khắp nước khổ vô cùng nam việt dân tình mãi thung dung chẳng lo tu tình cầu Phật thánh để nước đến chân mới nhảy đùng
đường ắt phải lọt ngoài sâu, chẳng gặp xuồng ghe chừng mới rầu. Làm sao lo liệu tu cho kịp mê, bắp bè nam mô cũng nhọc cầu. Nhọc cầu bệnh tật nỗi nào đâu, lao khổ nhân sanh cảnh nước Tàu. Trẻ nhỏ ra rời xa bố mẹ, sao con tranh đoạt mang mọi câu. Mọi câu danh lợi chúng dân sâu, kim chỉ phải dình chuyện càng sâu. Vinh hoa phú quý tròn mây bạc, nhỏ nhã thi văn nẻo nhiệm màu. Nhiệm màu hành đức qua thanh thao, thần thanh Phật tiên xuống kêu gào. Dương gian mau tình trong tràn mộng, tìm kiếm nơi nào đạo siêu cao. Hòa thôn hảo cảnh xứ chi ta, tạm dắt nhân sanh khỏi ai hàng. Tạo xác quỳnh danh thanh sắc trẻ, chợ thời thiên đình thiết hùng ca. Kim ngọc nào trí Phật quỷ ta, sơn đại ra sức dẹp loài ma. Thượng thọ chúc cầu an bốn biển, đặng đặng dưới trên sớm thuận hòa. Mong ước ngày kia đặng khai hoàng, địa cầu sanh chúng được nhàn an. Bốn biển một nhà cha Phật thánh, thì là dân sự hết tàn nhang. Năm tàn tháng cuối cảnh buồn teo, đón rước bạn xuân lễ quá nghèo.
thương cổ gần hồi nên sửa lối theo nhà Phật giáo phải như kèo. Dân chúng chớ nên đốt giấy tiền, bởi vì diêm chúa chẳng tình riêng. Phán quan tà hữu không dùng hối, nên phải dạy dân bỏ giấy tiền. Vàng bạc bởi tay khách chú làm, Phật thần tiên thanh chẳng dùng ham. Dây quần dây áo không nên đốt, nghĩ chuyện dối mà chẳng đáng làm. Nam mô A Di Đà Phật. Liên tục chương trình đến bài tối mồng một. Nam mô A Di Đà Phật. Nhưng gọi ơn trên rải đạo màu, thương đời chỉ vẻ nẻo cao sâu. Khai rừng kinh kệ có quyền bi, để cứu nhân gian khỏi thảm sầu. Hương đăng nghi ngút lệ dòng cầu, cam lòng ba tâm nguyện từ câu. Chí quyết một lời ta độ tầng ngã, dắt chung lạnh xa cánh mộng sâu. Giữ nguyện đinh ninh tiếng tạc thù, làm lành đâu phải tốn tiền xu, mà sao lại được về tiên cảnh, thêm thoát ngục mê chúng diêm phù. Diêm phù chân chúa chọn người tu, hành phạt ác hung chốn cửa tù, tiếp nghinh những kẻ lòng nhân đức. Hỡi bớ dương trần hãy ráng tù, ráng tu vẹt phá đạo lưu bồ, thay chung đời này lạc chữ tu.
sớm tình kệ kinh tìm hiểu lý. Một ngày hội hiệp hết mờ lối, mờ lối được sang răng qua cù, hiệp mặt phân trần nỗi ám ô. Tớ thầy tôi chúa cùng nhau gặp mà khắp hết thế gian thoát chốn tù. Chốn tù cảnh được về mới lắm xa, chúng sanh chìm đắm trong dòng khổ, khuyến dài bởi vân sắc ngọc toàn. Ngọc toa Phật tổ này sai ta xuống cứu thế gian nẻo dài ta. Hiệp sức tớ thầy truyền diệu pháp mê cho đời thấu tòa đạo ma. Ma ha thoảng nhỏ dọn rồi đang bước xuống đi qua bên giác màn. Sao hồi còn chờ ta reo mãi dân tình xem vàng cứ ngâm nga. Ngâm nga việc khổ tới bên an, bổn phận tu hiền phải lắm xa. Biết đạo tùy thời mau trăm khổ, chớ đừng thi thố những tài ba. Tài ba khoe sức uổng thay mà nhất giả yêu đời dùng khuyên ca. Tình thức nhân dân đang mờ ám, nên làm thi phu đằng ngâm nga. Ngâm nga hiểu nghĩa đáng kim ngàn, quyền bi nhiều lời chỉ thiệt xa.
bổn đạo ráng tìm cho cặn kẽ. Lòng hiền Phật độ khỏi tinh ma. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa chư quý thính giả và chư quý đồng đạo, để liên tục chương trình, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu bài Giếng làng Phú An. Bài này được Đức Thầy sáng tác tại chợ Giàm Phú An ngày 23 tháng Giêng năm Canh Thìn. Nam mô A Di Đà Phật. Lưng dưng một bước nghe là làng diễn thăm khắp chốn luận bàn quyền cơ. Người đời lòng những ước mơ, một câu đạo hành lỡ ngờ chuyện xa. Đêm khuya còn vắng tiếng gà, bút nghiêng tạm lấy tờ qua tối trần. Ô kim vàng ấy ngàn cân, dương vàng muốn đổi lập thân cho tròn. Trăm năm ghi tạc miễu son, trung quân ái quốc hải còn danh biên. Mắt tình tiếng nọ lời kia, chẳng bàn thấy sự đặc biệt nhiều lời. Gâm ra chuyện là ở đời, kẻ ngu người trí nhiều lời phân vân. Xưa kia bào ngược nhà Tần, đem lòng hung ác giết lần văn nhu. Ước mong rắn đằng quá cù, đồng tâm hiệp chỉ chữ tu dắt diều. Lòng hiền dở dàng sớm chiều, xem kinh niệm Phật mỹ miều mặt ai. Hưng dông suy thành xưa nay, cuộc ký đời dài trả trả dài đổi dời. Mấy ai trăm tuổi ở đời, được như bành tổ mà rời lời danh. Quyết lòng tầm kiếm cõi thanh, lánh nơi trần tục học hành đường tiên. Trả cho rồi nợ tiền khiên, đến ngày hiệp mặt kiện tiên vui vầy. Làm sao rõ mặt tớ thầy, tới chừng trăng rọi đài mây mới tường.
Bây giờ nắng ấp tê còn dương, cha làm con chịu nhiều đường gai chông. Nhiều người kinh sử lão thông, mà không sửa tánh bởi lòng còn mê. Kim con hiền đức dắt về, về nơi cõi Phật Tây Phương an nhàn. Nở trần còn sớm liệu toan, nghĩa nhân trọn vẹn mới an tâm lòng. Thiền tự kêu gọi ngóng trông, trông cho dân chúng bớt lòng tham ô. Chừng nào thấy được cơ đồ, nhân vô viễn lự gia vô nhân đình. Đến đây thấy cảnh sanh tình, lòng son đòi đoạn công trình dài khuyên. Cứ lo chế ngao khùng điên, ngày sau chiều mãi chứ phiền chữ ngọt bùi lời đạo thanh thao. Đời còn mê muội chừng nào mới thôi. Vinh quá một bà làm mồi, để cầu kẻ dạy việc tội chất lên. Muốn mình lên đằng bậc trên, hãy lo rèn đúc mới nên thánh hiền. Giống lành xưa cũng rồng tiên, ngày nay hung ác đạo điên khắp cùng. Mặc tình nghe phải thì dùng, chớ đừng bế bạc kẻ khùng làm chi. Buồn đời gác bút nghĩ suy, suy cho càng lẽ sầu bi quá chừng. Cầu ngà kiến dân tôi thầm đau, thiền duyên tác phước y như hà. Phố trương dạng lượng tam hài tuy hỏi nhân thị sanh dường khí tồn thanh. Hải quy thế giới nam qua dòng, nguyện giữ như hà dùng mà
Kim phụng triều dương diện cư đình, bãi hồi phong nhà lạc trầm thinh. Duyên do phước thọ lai duy hiền, thủ đành thư hùng thục sự kinh. Quang minh diện một khả hồ sơ, nhất diệu phù dân phu quay cơ. Quân tử thánh nhân hà đại lương, liên hồng giảng thư cảnh thiên thơ. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa chư quý thính giả và chư quý đồng đạo, liên tục chương trình chúng tôi xin trân trọng giới thiệu bài Tịnh Bàn Trần Gian. Bài này được Đức Thầy sáng tác tại nhà thương Chợ Quán tháng Chạp năm Canh Thìn. Nam mô A Di Đà Phật. Nghiệp chướng lăng loạn hại xác thân, chuông lành buông tiếng dòng bón ngân. Cương thường gánh nặng trái dinh tròn, tờ tóc ma dai quần gái vẹn phân. Nợ nước văn chương toan báo đáp, ơn nhà đạo đức quyết đền ân. Khuyên người trí sĩ mau mau tình nghe, giấc mộng nam kha chung thề trần. Thế trần tạm già gác đời ta, lướt khỏi sông mê khỏi ai hà. Nhân ngã ngã nhân đừng cách biệt, sắc không không sắc chớ lìa xa. Diệu quyền chân lý nói đường sang, ảo thuật tà tâm kim nẻo ra. Long lanh gương xưa lời Phật dạy,
hồng trần ái dục giết tài hoa. Tài hoa cho lâm lâm đàn tai, truy lạc phong trần chôn gốc gai. Nếu đã tình tâm tâm lẽ thẳng nghe, cũng nên rèn tâm gặp đàng ngay. Sân si phòng có đều thêm bận, nhận nhìn ác không chuyện kéo dài. Tiếng gọi hồn được giác nghe, phải toan sắm sửa rất trần ai. Trần ai chỉ có thô phong lưu, tranh đấu thành ra mãi quang cừu. Chúng cuộc chỉ mang câu thất vọng, sống đời ghi chất môi sầu ưu. Cổ kim mái tạo nhiều quyền bi, lão âu xây dần lắm mèo à. Chẳng cướp sông quyền gió trù, mà còn đeo đâm thổ phong lưu. Phong lưu nào phải gọi người ngoan, xa ngã biến nên kẻ khốn nạn. Ngài đến đến đi đâu kéo ngược, nắm về về mãi chẳng ngừng ngang. Tuổi già thân yếu đã sầu cam, tóc bạc mình ve lắm rộn ràng. Biết được trần gian là mong quyền, tự
thần sửa soạn kéo vào quan, kéo vào quan quách biết bao người cảnh sông sưng dày phòng mây mười lắm lúc đua chen vui lẫn dần cho sông tiên cuộc thế trao dồi mượn tất hơi nín thở nằm ngay không cửa quầy trẻ khóc đôi lời đôi lời kể lại nỗi hàng quyên mà lớn chạy to phi lâm phách lâm quan khiên thiên đường siêu thoát thời thông thả địa ngục trầm luân ác đạo điên nên chọn một nơi thanh tịnh ấy rước trần bất nhiễm mới là yên mới là yên ổn lánh trần gian chỉ nguyện tiêu diêu cảnh Phật đàn diệu pháp chuyển thân vô sự thế quyền thông qua kiếp chẳng hiện tại thần lòng bốn phàn phổ tế chúng sanh qua bể khổ Di Đà miệng niệm lanh trần gian trần gian khói lửa với đạo binh chư Phật sớm bay phép hiền linh
việc năng tu trì hữu thiên kinh. Sống sao dương thế nhiều cay đắng, do cuộc trần gian nổi bất bình. Tính nữ thiện nam dình mối đạo, dầu cho lăng lóc ráng kiên trinh. Kiên trinh mà chịu lúc nàng tay, dẫu có gian nan giả chớ này. Vàng đá bao phen cơn nước lửa, chỉ thao lâm chuyện lúc mà bền gắng chờ đợi ngày xung hiệp, gắng chỉ trong mong bữa tiệc ngã khai. Thiên địa tuần quần gom một phạm trần vẹn kiếp kiên bồng lai. Nam mô A Di Đà Phật. Liên tục chương trình đến bài Nhẫn đợi thời cơ. Vì có nhiều anh em đồng đạo phân vân về chỗ mùa hạ năm Quý Mùi 1943 đã qua mà chưa thấy chuyện gì có thể cho là phù hợp với câu qua năm dê đến lúc mùa hè trong ba tầng biết ai hữu chi. Nên Đức Thầy viết mấy bài thi dưới đây. Nam mô A Di Đà Phật. Bái hồn khiếp vía kể từ đây, nhắn gửi cho ai dội trách Thầy. Trời hạ năm dế chưa nửa nửa, tuần quần mái tạo cùng lân xây. Lần xây thiền tinh rõ chân Thầy, chớ nồng tánh phàm chớ dội quay. Ngày lùng tháng qua năm sẽ đến, trẻ già sẽ thay cải. Hay hay nam nữ thoại
chăng thì ra lại trách thầy. Muôn sớm tàn nhìn e ôi sùng, trì tâm ma tu niệm để rồi đây. Rồi đây úa rùng xót lòng thai, uổng tí công trình bay đến này. Có khó mới khôn, khôn rảnh khó, dình tâm ma thiện niệm bỡ sâu mài. Râu mài biết giữ đạo tâm chay, đắc quả thành công cũng có ngày. Thất tổ cửa quyền nơi chính suối, những mong hậu tân biết tâm chay. Tâm chay hậu tân ráng tu thân, bên giác chẳng xa cũng chẳng gần. Trời Phật thương người, lo độ tầng ngã, muốn lo giải thoát phải tu thân. Tu thân thiền tinh phải chuyên cần, lục tự Di Đà giữ tứ ân. Sáng nhận trăm phần dầu khó nhận, và thừa quan chức phần làm dân. Làm dân ba nhận thì lương hiền, chứ nhận lời truyền Phật thánh tiên. Gương trước hơn tầng hàng tính nhận, đã không mà khổ nhục khỏi ưu phiền. Ưu phiền trăm mối suốt canh thâu, thiện tinh chưa thông lẽ nhiệm màu. Mạng sợ sống ngân cầu, lôi nhịp lo chi ô thức chẳng sông cầu. Sông cầu bờ giác bên sông mê, thế sự nhân sanh hết nhung trời. Đạo Pháp quyền dĩ thâm diệu diệu, chẳng màng thế sự tiếng khen chê. Nam mô A Di Đà Phật. Sài Gòn, năm Quý Mùi 1943.